Hello em. Ui, chân chắc thế. Anh làm quen mấy em một chút được không? Anh làm quen mấy em một chút được không? Em sao em đứng đây mình ấy? Em đang đợi taxi. Đợi taxi á? Hay là anh cũng đang rảnh ấy thì lên xe anh chở luôn? Thôi, em ngại lắm, em không đi nhờ xe người lạ bao giờ. Ngại á? Thì bây giờ em đang bắt taxi đúng không? Thì anh cũng đang rảnh thì lên xe anh chở, có gì đâu. Thôi, hả? Kỳ lắm. Kỳ lắm. Em không quen đi xe người lạ bao giờ á. Thế là em cũng mới được gặp anh. Ừ, giời, thì trước lạ sau quen thì đâu, em chưa đi xe người lạ bao giờ đúng không? Thì em cứ nghĩ đơn giản thôi, anh cũng như taxi thôi, thì lên xe anh chở có gì đâu. Anh cũng đang rảnh mà, anh cũng ở khu này mà. Trời. Nhưng mà em xinh nhỉ? Ngại gì đâu, thì lên xe anh chở. Anh thực sự là anh đi qua đây thì anh thấy em khá là xinh ấy. Không, em không phải suy nghĩ gì đâu, vì đây thì anh chỉ muốn làm quen với em thôi. Anh tiện đường thì anh chở em mà. Ok, em lên xe đi. Có, chết mẹ mày rồi con. Bây giờ em về đâu nhỉ? Cho em về Rio. Anh có muốn đưa em về không? À Rio à? Dạ. Ok. Oh my god. Ơ, nhưng mà em anh nghe giọng em không phải ở đây đúng không? Em là trong nào à? Em là người Việt Nam. À ok. Nhưng mà anh thường anh thấy những người con gái giọng Nam giọng nghe ngọt chứ nhỉ? Dễ nghe đúng không? Ừ. Ngọt như mía. Về Rio, à Rio thì cái đấy mấy cây thôi nhỉ? Dạ. Nhưng mà em sinh năm bao nhiêu? Em 202. Em 202. Chúng tôi gọi là chất. Thật cả hai á? Amazing, good job em. Em 202 được mà. Thật á? Nhưng mà em còn học hay làm rồi? Em đi làm rồi. À em làm rồi. Thế bây giờ em đang làm công việc gì? Trước kia thì em làm spa nhưng mà vì là thời gian này thì em hay đi chụp ảnh ấy. Spa chính là làm đẹp đấy à? Ừ. Em để lại cho nhân viên làm, xong là em tập trung vào làm mẫu ảnh. À, ok. Thế là em làm mẫu ảnh à? Dạ, thảo nào xinh đẹp thế. Anh thấy mẫu ảnh ai bây giờ cũng xinh nhỉ? Anh thì kinh rồi. Em riêng nhỉ? Em xinh bình thường thôi, có bao nhiêu người xinh. Nhưng mà hơn. em 2K2 á. Thật mà 2K2 mà làm 2K2. Được bao nhiêu thứ thế hả? Làm spa các thứ rồi xong rồi mẫu ảnh các thứ đó. Thật ra thì bây giờ mình rõ hơn cho em. Nhưng mà anh biết rồi, nhưng mà người phụ nữ như em thì cũng hiếm đấy. Mà em như này thì em đã có người yêu chưa? Xinh đẹp như này, tài giỏi như này có người yêu chưa? Em chưa. Thật ra là cũng có nhiều người nhắn tin tán tỉnh. Nhưng mà em vẫn chưa thấy hợp. Em vẫn không nghĩ đến chuyện yêu đương lắm. À, chắc là chưa gặp người phù hợp á. Chắc là chưa gặp người phù hợp đúng không? Ừ. Thế gặp người phù hợp chắc là yêu luôn đấy, yêu say đắm lắm đấy. Mà em thấy anh thế nào? Nhìn anh cũng đẹp trai, cao to, trắng trẻo. Nhưng mà mỗi người như thế này thì chắc chắn là đã có người yêu rồi. Trời, thế có chết không ý gì? Anh
Em chưa có người yêu đúng không? Anh tiết lộ cho em một sự thật là anh chưa có người yêu. Thì... Điều quá, không tin đâu. Không tin á? Không. Anh chưa có người yêu. Như thế này mà không có người yêu thì... Thì em... Thì anh cũng như em, anh cũng đang tìm người phù hợp mà. Đúng không? Biết đâu được này, người xinh đẹp như em cũng chưa có người yêu. Thì em nghĩ anh như thế thì anh cũng chưa có người yêu. Em nghĩ thế nào về việc anh làm người yêu của em? Nó ở cái tập chất. Thật ra thì tình yêu mà đâu phải cứ nói yêu là yêu được đâu. Em cũng đang tập trung vào công việc, với cả nếu như mà thật sự có thích nhau thì em nghĩ là cũng nên cần có thời gian để tìm hiểu. Nhưng mà phải tìm hiểu về nhiều thứ đúng không? Chứ không phải là nói một câu là yêu luôn hoặc là nhìn một thứ gì đấy của nhau yêu luôn được. Đúng rồi. Chưa có người yêu à? À, bây giờ như này. Bây giờ từ anh đỗ này đây, anh cho em một món quà này. Anh kiểu rồi. Con này con gì không? Mây mang bao yêu thương gửi chào em ngàn cung hàn. Đúng không? Con này là con khỉ. nhưng mà làm sao? Được. Anh kiểu anh không bao giờ anh thích gấu bông các thứ đâu, nhưng mà hôm nay anh lúc sáng anh đi chợ anh thấy con này khá đẹp ấy, thì anh mua luôn. Thì bây giờ gặp em thì anh tặng em đó. Tự nhiên tặng quà chi? Nụ cười duyên dáng, ánh mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng. Không, kiểu anh con này anh cũng thấy nó đáng yêu mà, anh cảm thấy nó hợp với em mà, em cũng đáng yêu mà. Hả? Tự nhiên tặng quà chi? À, anh yêu đúng không? Đây chữ lớp này, lớp phải yêu mà. Nó đáng yêu hợp với em mà. Đây anh tặng em ấy. Yêu. Tình yêu quá trời. Ok. Em bây giờ về Rio nhỉ? Bây giờ anh có một trò chơi cho em. Bây giờ anh có một trò chơi này nhá. Được. Bây giờ anh có một trò chơi với khăn giấy. Không chơi cái gì bậy bạ đâu nha. Không chơi cái gì bậy bạ đâu nha. Hả? Không chơi gì bậy bạ? Thì chơi một trò với khăn giấy thôi. Được không? Bây giờ khăn giấy này chơi cho... À, bây giờ chơi như này. Bây giờ nhá. Bây giờ anh... bây giờ như này. Đây chiếc khăn giấy đúng không? Bây giờ anh... anh sẽ bỏ trong một trong hai. Em sẽ đoán một trong hai, được chưa? Ừ. Được không? Em sẽ đoán một trong hai. Nếu như mà em đoán đúng ấy, thì em sẽ... anh sẽ đáp ứng một nhu cầu của em. Em bảo gì anh làm, được chưa? Còn nếu mà đoán sai thì anh sẽ có một cái thơm. Ấy, sao nghe nó nhỉ vậy? Hả? Không? 50-50 mà. Em yêu cầu gì cũng làm. Đúng rồi. Thiệt luôn? Ờ. Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Ok, bây giờ em làm gì? Hả? Bây giờ em làm gì? Bây giờ... nghĩa là như này đúng không? Ừ. Đây. Em phải đoán được cái tay có giấy đúng không? Đúng rồi. Đây em bỏ vào cái này. Đây. Chờ, bây giờ anh em chơi trò này nhá. Rồi như này, được chưa? Ừ. Anh sẽ em nhắm mắt là anh sẽ giáo một trong hai tay, được chưa? Okay. Thì tỷ lệ nó sẽ là 50-50 đúng không? Nếu như mà em đoán đúng tay nào có giấy, được chưa? Thì là em sẽ yêu cầu một cái yêu cầu gì đấy và anh sẽ đáp ứng. Được chưa? Ok. Được chưa?
chết mẹ bị dính bẫy rồi. Còn nếu mà em thua thì anh sẽ có một cái thơm ở má. Được. Chơi luôn. Chốt kèo chưa? Chốt kèo nhá. Ok. Bây giờ đi xem bỏ tay nào ấy. Phát hiện ra. Nhắm mắt nhá. Ừ. Được chưa? Không được mở nhá. Được chưa? Ok. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Khóc quá à. Xem bỏ tay nào để cho nó phát hiện được nhá. Ok. Rồi, mở mắt được rồi. Đoán sai là em mà đoán sai là em phải thương anh ấy. Tay này. Hả? Tay này. Chắc chưa? Chắc chưa? Tay này. Tay này không có giấy đâu. Thôi bây giờ như này, bây giờ anh cho em đoán lại đấy. Đây, bây giờ cho em đoán. Được chưa? Đây nào. Em đổi. Em đổi à? Tay này đúng không? Mà thôi anh lừa em. Em cũng chọn tay này. Tay này đúng không? Ừ. Ok. Anh lừa em đúng không? Tay này có giấy đúng không? Mà ra đi. Làm sao đây? Anh cắt tay này nhá. Anh cắt này nhá. Khó khó khó. Chết mẹ mày rồi con. Được chưa? Thua nhá. Cái này anh đút túi quần rồi. Được chưa? Thua nhá. Được chưa? Em thua rồi. Thế bây giờ như thế nào? Thôi rồi. Bây giờ em xem có một cái thử mà. Được chưa? Được rồi. Anh gọi đi. Nào, tiếp tục trò chơi. Được chưa? Đây, bây giờ anh có một cái thử mà. Em thương anh nhá. Em thua rồi mà. Được chưa? Không bị dụ, đây chỉ là một trò chơi vui 50-50 đúng không? Đó. Sao? Em thua rồi mà. Ok. Ok, bây giờ về nha. Bây giờ chúng ta lại đi tiếp. Em mới thơm một cái. À, thế là hôm nay anh lãi rồi. Sợ rồi, cảm ngại. À, bây giờ về Royal nhỉ? Dạ. Nhưng mà em phải cho anh xin Facebook hay cái gì chứ? Em dùng Facebook không? Làm mẫu ảnh mà chắc dùng Facebook đúng không? Có. Nhưng okay. Mà anh định lấy lừa em tiếp hả? Không lừa em, bây giờ thì quen thôi. Ví dụ anh cần cái gì anh đi chụp thì sao, anh bảo đi thì sao, đúng không? Thú em là gì? Thú em là hồn rủy Nhi nè. Đây, anh đó đi. Huỳnh Thị Yến Nhi à? Tên hay phết nhỉ? Hồn rủy Nhi. Ok, ok, chấp nhận đi nhá. Chấp nhận đi. Ui trời ơi. Nhìn quá mà ta. Ui. Ui trời ơi. Thế thì anh ở khu này, em ở bên Royal nhỉ. Thế thì anh lại phải hay sang Royal chơi nhiều rồi mà. Anh lượn lượn xem có gặp em về đấy không? Ok. À, về thì ví dụ công việc em nếu mà khi nào mà rảnh ấy thì alo anh thì em đi chơi. Được không?
anh thì cháu nghi về thời gian anh. Nào cũng rảnh mà. Ừ. À. Em sẽ sắp xếp. Ok. Ok. Đây đây cũng gần đến nhà nhỉ. Ừ. Anh lại qua bên kia là đến. Đây, đây em treo. Vâng. Ok ok.